Ngọc Lưỡng xin chào ông bà, cô bác, anh chị em nha. Chúc cho mọi người xem kênh luôn là vui vẻ nè, nhiều sức khỏe nè. Hiện tại thì anh Tiết Cư và Ngọc Thưởng đang ở dưới Long An. Mà hôm nay là sinh nhật của ảnh luôn. Ảnh thì đã đi quay rồi, Ngọc Thưởng thì đang ở nhà. Ảnh cũng đi quay sắp về rồi đó mọi người. Sinh nhật nhưng mà bận một số việc nên là hai vợ chồng phải về Long An giải quyết. Không có tổ chức ở Sài Gòn mời bạn bè như những năm trước. Đó, cho nên là Ngọc Thưởng sẽ tổ chức cho ảnh một cái tiệc nhỏ nhỏ ở nhà, là một món ăn đơn giản gì đó với đặt một chiếc bánh kem. Thì bây giờ mời mọi người cùng với Ngọc Thưởng sẽ vào bếp để xem là Ngọc Thưởng sẽ nấu món gì nha. Anh cũng sắp về đó mọi người ơi. Giờ thì em sẽ lặt xà lách này đó. Thịt bò này em cũng đã gã đông rồi, cái này là phi lê đó nha mọi người, cho nó mềm. Em gã đông xong rồi, tới đây thôi thì mọi người chắc cũng đã đoán được món gì đúng không? Mấy anh chị bên nước ngoài chắc nhìn món này chắc ngán lắm. Bây giờ thì em sẽ bắt tay vào làm thôi. Em cũng định là sẽ đi ăn ở ngoài đó, nhưng mà thôi, ăn ở nhà em làm đi, tuy không bằng ở ngoài nhưng mà nó có kỷ niệm. Ảnh chắc không nhớ đâu, ảnh lu bu á, anh lu bu, anh không nhớ là sinh nhật tôi đi quay rồi rồi làm tùm lum hết trơn á, công chuyện là anh không nhớ. Năm nào em cũng chuẩn bị quà cho anh hết trơn á, mà năm nay em không có quà gì trên á, nghĩ là quà rồi đó, cho quà tình cảm chứ không có cho vật chất, cho nó lạ lạ đó mọi người, cho có kỷ niệm luôn. Sau khi em rửa xà lách sạch sẽ xong rồi, em cắt nhỏ ra. Bây giờ tới phần thịt bò nè mọi người. Tại gần về em mới làm, ảnh gần về mới làm, tại này phải ăn nóng nó mới ngon. Giờ em sẽ bắt tiếp đây. Chế dầu vô chắc cũng nóng rồi đó. Bây giờ dầu cũng đã nóng lên rồi, bây giờ Ngọc Thưởng sẽ cho bò vô nha mọi người. Trong thời gian đợi còn chín thì Ngọc Lưỡng sẽ cắt xà lách cho nó nhỏ ra để chút lên làm xà lách trộn. Em thích ăn món này lắm, mà mấy anh chị bên nước ngoài thích nhìn món này ngán lắm. Em là chỉ làm được những món đơn giản thôi, cái món khó là em cũng không muốn làm. Em yêu thương ai cũng ăn rau nhiều chứ không phải gì, em sẽ cắt nhiều rau luôn ăn cho đỡ ngán. Năm giây mọi người ơi, sắp ăn được rồi nè, có những lửa nổi rồi. Giờ thì Ngọc Lưỡng sẽ trộn một salad để cho nó thấm trước rồi xong là bò giờ cũng rồi chín tới rồi mình cắt và đem ra ăn liền luôn. Giờ thì Ngọc Lưỡng sẽ trộn salad. Vậy Ngọc Lưỡng sẽ đổ nước sốt vào. Sau đó sẽ trộn lên. Giờ thì Ngọc Lưỡng sẽ cắt bò ra đĩa. Cương thì anh không có thích ăn chín, ăn tái tái còn máu gì đó. Em để vô trong cái dĩa xưa cho anh luôn. Anh thích ăn dĩa xưa luôn, thích đồ cổ đó, để vô cái dĩa cổ luôn. Bây giờ Ngọc Thưởng sẽ chế sốt tiêu đen lên, trời anh cứ nàng tái nhìn máu đỏ tươi ghê mọi người.
thêm ít hơn xíu chấm nữa. Nghiệp dư không, bởi vì không có làm không có đẹp, không có đi trong nhà hàng được. Này chấm sốt chi đen luôn, Ngọc Tưởng ở bên này, bên này tại vì sẽ chế một tạt già chấm nữa, Ngọc Tưởng không ăn. Xong hết rồi đó mọi người. Cái bánh kem này em đặt sẵn nè. Dễ thương không mọi người. Bây giờ thì ảnh về gần tới luôn đó, em coi định vị là nói chung là còn có 100 mét nữa là tới. Bây giờ em sẽ đi ra đón ảnh. Về tới đó mọi người. Chắc không biết nay sinh nhật đâu, không nhớ đâu, lu bu quá. Hello Ngọc Thưởng. Mới về hả anh, mệt không? Không có mệt mà giống như bị cảm rồi. À, sao cái tiếng khang luôn. Tối hôm qua quay đêm nguyên đêm cái giống như lâu quá không quay bị bị sao? Giống như gió. Hay là tại nói chuyện nhiều quá la lớn thì cũng đó. Một phần chung giờ lớn tuổi sức khỏe không yếu. Thứ nhất là cái bị cái gió sao nó vô cái nhức cái cơ. Cái cơ bị nhức. Còn cái giọng thì lan phần với ăn cái đậu phộng hả? Sao thứ hai cái đậu phộng mà không phải đậu phộng bình thường, đậu phộng mà nằm trong M&M mà trong có cái vỏ bọc ở ngoài bằng sô cô la mà trong cái cục đậu phộng bự nè quý vị. Ăn vô cái sao tự vừa ăn vô cái tắt tiếng liền. Trời. Giống đợt em ăn cái quả mắc ca gì nó ăn vô đau họng liền luôn. Vậy hả? Có thể là hết hạn chứ người ta ăn đâu có bị. Hết hạn. Có thể là bị quá đát. Rồi nghe giọng như người khác vậy chứ phải anh. Giống như người ngoài hành tinh vậy. Rồi vô có gì ăn không? Đói bụng quá anh, đói bụng quá trời đất luôn. Quá đói phải không anh? Đói xỉu. Thì vô đi, có đồ ăn em đã chuẩn bị rồi. Dạ, đi vô, phần thử. Này nấu gì cho Tiết Cương nha? Cá lòng tâm kho. Có gì ăn nấy người ơi. Nó bụng quá. Trời trời. Ở lâu nay tự nhiên có bánh kem nè. Hình trâu. Trời ơi, thịt bò nó nhìn hấp dẫn quá. Happy birthday. Bữa nay sinh nhật ai? Sinh nhật Ngọc Thưởng à? Sinh nhật anh đó, con Châu mà. Sao sinh nhật em được? Thôi Thưởng quên chứ. Thưởng quên sinh nhật tôi luôn. Trời ơi, hôm nay chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Quá trời đã luôn. Trời ơi, cảm ơn Thưởng nha. Cái Cương tưởng là Thưởng quên rồi chứ. Mà anh cũng đâu có nhớ phải không? Trời ơi, lo đi làm không mà lúc này lo cơm áo gạo tiền ảnh hưởng tới ta nói không còn nhớ ngày sinh nhật ngày tháng năm sinh gì hết trơn hết. Này Tiết Cương cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi được Ngọc Thưởng tổ chức. Vậy là đốt nến được chưa? Tao bụng quá. Được rồi đó, mình đốt đi rồi anh cầu nguyện đi rồi ăn thôi. Rồi nó đâu? Để em lấy thằng cày. Lấy nến nào, lấy đi. Rồi. Sinh nhật lần thứ 15 nha quý vị. Đó. 51 mà đáo lại 15 đứa trẻ. Ủa sao cái bánh gì tự nhiên có 10 cái nhỏ xíu xung quanh này Thưởng? Cho nó dễ thương đó anh đẹp. Dạ hả? Dạ. Rồi bây giờ khoan. Để tắt đèn. Đó, dễ thương không? Rồi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của Tiết Cương, ý lộn 51. Tiết Cương sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Nhưng mà lúc cầu nguyện mình phải nói nhỏ nhỏ. Thì thầm trong bụng mẹ. Thường quý vị thấy ước nguyện rồi này nọ là ta nói nó nhỏ thầm nói nha. Bắt đầu 2, 3. Rồi thôi nói nó nha. Thôi đi anh. Chưa hát hết được vấn đề chứ. Thôi nến không hát ha. Happy birthday to you. Ủa, to me mà. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Vỗ tay, ủa đang cầm theo dỗ. Thổi đến. Rồi. Anh soạn quá. Bây giờ Tiết Cương sẽ ăn đi chứ. Có bụng quá Hữu ơi. Vô ẩm thực đi anh, cởi áo ra đi. Cởi áo, cởi quần ra đi cho nó thoải mái đi. Trời ơi. Quá đã luôn. Mặt đèn lên he. Dạ. Ôi, hấp dẫn quá. Ôi, nó quá.
Đây, cái gì thấy không? Ăn mà cái dĩa cá nó bò để coi. Cái cương coi hưởng chỗ tài à, mần bò này gọi là bò gì? Bò bít tết. Cái bò này là mua ở tiệm bò gì quên hưởng. Tiệm bò gì nhập khẩu cương từ Úc á. Ở đường Cách Mạng 8 chỗ mà cái cương với Quy Khánh đó, review cái gì nhớ không? Đó, bò Úc ngon Mà coi lắm. thêm cái cục phi lê nó mềm. Cái cương là gan yếu lắm rồi mà thịt bò này mềm đã lắm. Ngon quá. Tại tôi về năm nay cái cương về quê Long An ở, thành ra không có tổ chức sinh nhật hoành tráng như mọi năm. Ở Sài Gòn này, mỗi năm thì có tổ chức mời bạn bè, cũng có anh chị em nghệ sĩ rồi tới, nhưng mà năm nay do về đây ở rồi bận việc. bận việc nhà cửa này nọ cũng đang sửa nhà vậy đó. Ngọc Thưởng tổ chức đơn giản vậy cái cơ cảm thấy cũng vui vẻ ấm cúng Có kỷ niệm anh kỷ niệm. Giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng năm nào cũng tổ chức sinh nhật làm lớn cũng biết cũng nhà đúng không, ăn nhậu không có gì đặc biệt hết á. biết hư người hết thôi. Mình tổ chức tại gia hai vợ chồng ăn uống gì ăn cúng rồi. Ngon ngon quá, quá ngon. Để ăn phải uống thêm miếng nước. Ngon quá, ngon quá. Còn món này Hưởng làm món gì? Cái này Hưởng làm cái gì? Xào lách trộn anh. Xào lách trộn dầu giấm hả? À? Dạ. Ủa không ăn dưa leo hả? Không, trộn này dưa leo. Em tính để phô mai vô mà em sợ em ngán. Đúng rồi. Cái cơ không có ăn cái gì mà béo. béo được cái gì ơi. Mỡ nè. Phô mai nữa, nói chung là bơ sữa ăn không được. Giống như hồi nhỏ đó. Kiểu hồi nhỏ không được uống không được sữa. uống sữa nhiều cho nên không quen bơ sữa. Ông nhớ ông nhắc là từ nhỏ đó. Giữ form luôn, không bao giờ bị mập hay phát tướng thì bên phim á, gọi là giữ rắc to á. Rắc to giống như hôm nay mình quay cái cảnh mặc cái áo vàng này ha, rồi cái cảnh này ở nhà, nhưng mà mình đi ra ngoài bờ biển đi, nhà ở Sài Gòn chạy ra bờ biển là người khác ở Vũng Tàu thì phải mặc đúng cái áo này, thư ký phải ghi lại gọi là giữ rắc co, nói từ chuyên môn đó. Đó, như cái cương giữ rắc co cái form tờ này từ hồi đi học lớp 12 tới giờ mấy đứa bạn mình phổ thông đó nó cứ cương thấy mặt nó không có thay đổi từ nhỏ lớn thì cha vậy, chỉ có nhăn thôi, chỉ có nhăn với già đi thôi chứ không có mặt không có biến dạng. Ngon quá mà không. Ông Hưởng có ý tưởng đâu, cái kinh nghiệm thì sao không nói là thôi hai chồng đi ngoài kiếm gì ăn à. Em cũng tính đi ngoài ăn mà không suy nghĩ lại, không có gì đặc biệt hết á. Em nấu rồi mà có cái đó là cũng như cái tình cảm của em vậy đó. Nhìn thời gian nấu cái chanh thấy không, còn đi ngoài bỏ tiền ăn nó bình thường rồi anh đúng không. Nói chung là ở nhà mình nấu rồi ăn nó vẫn hay hơn cái gì hơn. Mặc dù món này nó đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất. Dạ. Bò ở đây đủ chất đạm nè, rau cà chua đủ vitamin rồi, có bánh mì nữa, bánh mì là đủ rồi, tinh bột rồi, có tinh bột rồi. Rất là ngon, đạm bạc, đạm là có đạm rồi, giờ thiếu bạc, mà thưởng lì xì cho Tiết Cương là có bạc nữa. Có rồi đó, chút kiểm tra điện thoại đi anh.
Trời ghê à, có luôn hả? Có luôn á. Lát cứ thương kiểm tra điện thoại thử gì. Chặt chẽ luôn. Ngon quá hưởng này. Sạch luôn. Em ăn sạch rồi đó. Món ngon lẹ không chứ cung. Ủa kiếm đâu ra dĩa ăn cá hay gì vậy? Thì cái dĩa anh sưu tầm đó, gì đồ cổ đó, em lấy ra luôn. Em lấy ra em rửa sạch luôn. Bỏ ba nha quý vị. Dĩa cầu nè. Dĩa luôn. Dĩa cá. Rồi. Ngon quá. Đầy đủ dưỡng chất rồi. Uống miếng nước. Ha, bây giờ phải cắt bánh kem ha. Nè, lấy cái hồi để làm mộ đi. Cho tôi thưởng thức cái bánh nhỏ này chứ đi. Bánh mang gì ăn, mang nào trước cũng được mà. Thử bánh kem nhỏ. Bánh kem nhỏ này là bánh su kem, nó có nhân không? Em không biết luôn hả? Em không biết luôn. Nhưng mà em dặn ta làm ít ngọt á. Ít ngọt hả? Dạ. Hèn chi ngọt quá trời. Ở phải không? Không biết chấm không? Cho nó dính lên. Tôi đang thử bánh chậm ơi. Nó nhiều thế nào? Có kem phải không mà? Có kem, có kem. Ăn dế nè. Có kem. Cắn cái sạch ra luôn. Thời đó giờ tôi ăn mấy cái ngàn cái sinh nhật là lần đầu tiên tôi mới ăn cái sinh nhật mà có cái bánh kem ở ngoài. Cái vụ này mới nha, cái option này mới nha. Hồi xưa gì nhớ đâu có đâu. Tại không làm á chứ có sao không có, mình kêu người ta là người ta làm. Mà ngon mà anh. Ngon. Hồi xưa giờ bánh kem là bánh kem mà. Tự nhiên có bánh su kem ở ngoài. Giờ làm sinh nhật không cần làm cái bánh kem bự, người ta làm những cái bánh nhỏ đó. Làm những bánh nhỏ là làm cái chín cái gì đó là đẹp rồi. Ăn đỡ ngán hả? Dạ, nó gọn nữa, đâu cần cắt đâu. 10 cái mà. Không, ý là làm chín cái một cái bánh vuông á, ta xếp đó. Chứ còn này làm 10 cái. Rồi à. Cắt đi anh. Cắt, đừng cắt con trâu nha. Để nhìn con trâu của tôi đó. Cái này mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5. Cái đó là trang trí mà kem thôi. 15 cái luôn. Rồi em. Đó. Rồi muốn lấy ra phải giờ cái bánh nhỏ bánh hưởng nhỏ ra rồi. Rồi dễ sợ. Hưởng nhiều trò quá. Gì vậy sao không ra gì? Chắc không có đủ sâu. Đó được rồi nè. Đó. Trời ơi. Hưởng lấy cho tôi cái muỗng. Thôi ăn bằng cái đũa luôn. Thôi. Chở đũa ăn được rồi. Ngon quá. Nói chung là trong một cái sinh nhật, cho dù đơn sơ đơn giản nhưng phải có cái bánh kem rất là ý nghĩa. Tại vì sinh nhật mình là làm theo phương Tây quý vị. Ngày sinh nhật thành ra nên mình phải có bánh kem, phải có đốt nến. Đó là giống như là cái thủ tục, nhưng mà cái điều đó nó làm cho cái người được tổ chức nó cảm thấy rất là hạnh phúc. Chú Cương rất là thích ăn bánh kem. Mà hôm nay một mình chú Cương sẽ được ăn hết toàn bộ bánh kem này. Vậy em hưởng nhường cho chú Cương luôn phải không? Nhường luôn. Vậy hả? Em không thích ăn đồ ngọt. Trời ơi như vậy nè. Hôm nay chú Cương vui quá. Được một mình một thưởng đãi bộ cái tết xong ăn một mình nguyên cái bánh kem này. Mà bánh kem này chú Cương sẽ mỗi ngày ăn một cái bánh này. Đang bị cảm khan tiếng đó nha. Trong vòng tháng 11 sẽ ăn hết cái bánh kem này. Cắt tiếng luôn. Ăn đồ ngọt cắt tiếng à? Ừ. Phải không? Ăn đồ chua mới thanh giọng. Đúng rồi. Nhưng nói chung là uống nước nóng là được rồi. Hạn chế ăn uống nước đá thôi. Rồi như vậy là rất là cảm ơn Ngọc Hưởng đã tổ chức cho Tứ Cương một bữa tiệc sinh nhật rất là đơn sơ ấm cúng nhưng đảm bảo, nhưng mà cũng rất đầy đủ chất.
mà nhất là cái món bánh kem là Tiểu Cương rất là mê, đúng ý nghĩa của một ngày sinh nhật tuổi già. Cảm ơn chị đã theo dõi clip Ngọc Thưởng tổ chức sinh nhật cho Tiểu Cương. Và à quên nữa, bây giờ nhiệm vụ của Tiểu Cương là phải cầm điện thoại kiểm tra số tài khoản con Ngọc Thưởng đã có chuyển gì cho tôi chưa, để tôi biết tôi lấy cái tiền đó tôi đi mua những cái gì tôi yêu thích. Xin chào khán giả và hẹn gặp lại những clip sau.